Xin chào quý vị các bạn và bà con. Hôm nay công ty Thế Giới Máy sẽ quay test sản phẩm cho bà con. Đây là máy phun thuốc sâu dạng khói Takio TK350 tại vườn điều ở tỉnh Bình Phước. Mời bà con sẽ cùng theo chân kỹ thuật viên của chúng tôi nhé.